Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Lan nha. Sẽ có một số hoa giấy gồm có cẩm thạch tím siêu bông và một số combo cặp giá rẻ cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm ha. Rồi anh chào Lan. Dạ em chào anh Thái. Dạ con kính chào quý cô chú quý anh chị. Vậy thì địa chỉ nhà vườn của con là ở xã Long Mân A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Dạ số điện thoại cũng là số Zalo của con 0763234343. Dạ con rất mong mọi người thương tình ủng hộ con ạ. Dạ hôm nay con lên cho mình clip C ạ, mã 1C. Một cặp hồng găng à, ghép trên gửi màu à. Gốc màu anh chị em. Dạ. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 46. Dạ tán là 35. Thì quỳnh cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 10. Cây bên đây là tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 40. Dạ tán là 32. Quỳnh cũ con đo được cho mình dạ là 15. Dạ mã 1C này con giao lưu cho mình là 200. 200 cho mã 1 à. Rồi con xin phép xuống mã 1. Con lên tiếp cho mình mã 2. Dạ mã 2 là một cặp Sakura Black Can ghép trên gốc màu luôn à. Sakura Phất Hồng. À con xin lỗi. Dạ, tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 57 à. Dạ, tán là 48. Quanh cũ con đo được cho mình dạ là 9. Cây bên đây là tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 47. Dạ, tán là 32. Quanh cũ con đo được cho mình dạ là 11 à. Rồi, mã 2 này con cũng giao lưu cho mình là 200. Dạ, con xin phép xuống mã 2. Con lên tiếp cho mình mã 3. Là một cặp tím bướm à. Mã 3. Cây rất đẹp anh chị em, đế rất là quái á. Dạ, con xin phép ra thông số luôn. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình 54. Dạ, tán là 49. Thì quỳnh cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 15. Còn cây bên đây là tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 51. Dạ, tán là 16. Tán là 40 à, quỳnh cũ là 16. Dạ, mã 3 này con giao lưu cho mình là 300. Gồm một cặp anh chị em. Dạ. Rồi con xin phép xuống mã 3. Con lên tiếp cho mình mã 4. Mã 4 cũng là một cặp tím bướm luôn. Rồi con xin phép ra thông số. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 45. Dạ tán là 42. Quanh cũ con đo được cho mình dạ là 11. Cây bên đây là tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 47. Dạ tán là 47. Quanh cũ con đo được cho mình dạ là 12 à. Rồi mã 4C này con giao lưu cho mình là 280.000. 400 ha, mã 4 280.000 ạ. À. Dạ, con xin phép xuống mã 4. Con lên tiếp cho mình mã 5. Dạ, mã 5 là một cặp cây Ấn Độ và một cây Arana đổi màu. Dạ, con xin phép ra thông số luôn. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 60. Dạ, tán là 53. Quanh cũ là dạ 10 à. Còn cây bên đây là tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 58. Dạ, tán là 42. Quanh cũ con đo được cho mình dạ là 11 ạ. À. Rồi mã 5 này con giao lưu cho mình là 300 à. 300 cho mã 5. Con xin phép xuống mã 5. Con lên tiếp cho mình mã 6 là một cặp Milo Batista à. Mã 6. Con xin phép đo thông số ạ. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 45. Dạ tán là 41. Quanh cũ con đo được cho mình dạ là 12. Cây bên đây là tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 46. Dạ tán là 29. Quanh cũ con đo được dạ là 9 à. Rồi mã 6 con giao lưu cho mình là 280.000. 280.000 cho mã 6 à. Con xin phép xuống mã 6. Con lên tiếp cho mình mã 7. Dạ mã 7 là một cặp cẩm thạch tím dòng siêu bông à. Dạ mã 7. Con xin phép ra thông số luôn. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 53. Dạ tán là 47 à. Quanh cũ con đo được cho mình dạ là 12. Cây bên đây là tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 56. Dạ tán là 51. Quanh cũ con đo được cho mình dạ là 13. Dạ mã 7 này con giao lưu cho mình là 400. 400 cho mã 7 ạ. À. Rồi con xin phép xuống mã 7. Tiếp tục con lên cho mình mã 8. Dạ mã 8 cũng là một cặp cẩm thạch dòng siêu bông luôn. Mã 8. Con xin phép ra thông số à. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 63. Dạ tán là 62. Quanh cũ con đo được cho mình dạ 13. Cây bên đây là tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 64. Dạ tán là 54. Quanh cũ con đo được cho mình dạ là 13 luôn à. Rồi mã 8 này con giao lưu cho mình là 400. 400 cho mã 8. Con xin phép xuống mã 8. Con lên tiếp cho mình mã 9. Dạ. Mã 9 cũng là một cặp cẩm thạch tím dòng siêu bông luôn. Dạ con xin phép ra thông số à. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 60. Dạ tán là 64 à. Quanh cũ con đo được cho mình là 12.
Cây bên đây là tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 62. Dạ tán là 55. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 18. Dạ rồi. À, cặp số 9 thì con giao lưu cho mình là 400. 400 cho cặp số 9. Con xin phép xuống cặp số 9 nè. Tất cả cây dinh tiếp đều bao phí ship nha quý cô chú anh chị. Dạ. Con lên tiếp cho mình là cặp 10. Con xin phép ra hông số à. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 77. Dạ tán là 60. Hoành cũ là 13 à. Còn cây bên đây là tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 73. Dạ tán là 53. Hoành cũ con đo được cho mình dạ là 12 à. Rồi mã 10 con Zalo cho mình là 430.000. Cây này được hai màu anh. Tím Huế và cẩm thạch tím siêu bông. Dạ con xin phép xuống mã 10. Tím lá xanh đó quý cô chú anh chị. Con lên tiếp cho mình mã số 11. Dạ là cây lẻ à. Một cây hoàng hậu hai màu. Màu tím với lại màu cam. Con xin đo thông số ạ. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 70. Dạ tán là 51. Hoành cổ con đo được cho mình là 15. Dạ mã 11 này con giao lưu cho mình là 300. 300 cho mã 11 ạ. Tím và màu cam, hoàng hậu ha. Dạ. Con xin phép xuống mã 11. Con lên tiếp cho mình mã 12. Mã 12 là một cây Adana đổi màu. Mã 12. Dòng này cánh hoa rất là to, đôi khi nó ra hoa mà vàng rất đẹp quý anh chị em. Dạ con xin phép đo thông số. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 74. Dạ tán là 44. Hoành cũ là 15. Dạ mã 12 con giao lưu cho mình là 300. 300 cho mã 12 à. Dạ con xin phép xuống mã 12. Con lên tiếp cho mình mã 13, cũng là cây Adana đổi màu luôn. Con xin phép đo thông số ạ. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 71. Dạ tán là 55. Hoành cũ con đo được cho mình dạ là 14. Rồi mã 13 này con cũng giao lưu cho mình là 300 à. 300 cho mã 13 à. Con xin phép xuống mã 13. Con lên tiếp cho mình mã 14. 14 là một cây tiểu Ấn Độ đổi màu. Con xin phép đo thông số luôn. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 81. Dạ tán là 54. Hoành cũ con đo được cho mình dạ là 14. Mã 14 này con cũng giao lưu cho mình là 300. 300 cho mã 14 à. Con xin phép xuống mã 14 à. Con lên tiếp cho mình mã 15. Mã 15 là một cây cẩm thạch tím trồng siêu bông à. Con xin phép đo thông số luôn. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 99 à. Dạ tán là 56. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 22. Mã 15 con giao lưu cho mình là 450.000. 450.000 cho mã 15 à. Rồi con xin phép xuống mã 15. Con lên tiếp cho mình mã 16. Mã 16 có một cây cẩm thạch tím à. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 77. Dạ tán là 69. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình dạ 23 à. Rồi mã 16 con giao lưu cho mình là 480.000. 480.000 cho mã 16 ạ. Con xin phép xuống mã 16. Con lên tiếp cho mình mã 17. Dạ mã 17 là một cây cẩm thạch tím làm siêu bông luôn. Cây này đế nơm rất là quái quá anh chị em. Con xin phép đo thông số à. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 100. Dạ tán là 55. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình dạ 23 à. Rồi mã 17 con giao lưu cho mình là 550.000. 550.000 cho mã 17 à. Dạ con xin phép xuống mã 17. Con lên tiếp cho mình mã 18. Mã 18. Cây này size lớn của anh chị em. Dạ. Giờ hai mâm rất đẹp luôn. Con xin phép đo thông số à. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 120 à. Dạ tán là 78. Hoành cũ con đo được cho mình là 22. Dạ mã 18 con giao lưu cho mình là 750.000. Để như con bạch tuộc của anh chị em. Dạ. 750.000 cho mã 18. Dạ con xin phép xuống mã 18. Con lên tiếp cho mình mã 19. Cũng là một cây cẩm thạch tím dòng siêu bông luôn. 19. Con xin phép đo thông số. Tổng chiều cao con đo được là 100. Dạ tán là 61. Hoành cũ con đo được dạ là 17 à. Mã 19 này con giao lưu cho mình là 320.000. 320.000 cho mã 19 à. Con xin phép xuống mã 19. Con lên tiếp cho mình mã 20. Dạ 20 là một cây ngũ sắc thái. Con xin phép đo thông số luôn. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 84. Dạ tán là 68.
vành cũ là 14 à. Rồi mã 20 con Zalo cho mình là 280.000, 280.000 cho mã 20. Rồi con xin phép số mã 20. Con lên tiếp cho mình mã 21. 21 cũng là một cây ngũ sắc thái luôn. Con xin phép đo hông số à. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 95. Dạ tán là 57. Vành cũ con đo được cho mình dạ là 16. Rồi mã 21 của Zalo cho mình là 300. 300 cho mã 21 à. Cây này gồm có màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng, màu trắng phất hồng và màu hồng phấn quý anh chị em. Dạ, con xin phép xuống mã 21. 6 màu. Con lên tiếp cho mình mã 22. Cũng là một cây ngũ sắc thái luôn. 22. Con xin phép đo hông số à. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 86. Dạ, tán là 57. Vành cũ con đo được cho mình là 16 à. Rồi. Mã 22 con Zalo cho mình là 300. 300 cho mã 22 à. Rồi con xin phép xuống mã 22. Con lên tiếp cho mình mã 23. Cũng là một cây ngũ sắc thái luôn. Dạ con xin phép đo hông số. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 94. Dạ tán là 73. Vành cũ con đo được cho mình là 20 à. Mã 23 này con Zalo cho mình là 300. 300 cho mã 23. Rồi con xin phép số mã 23. Con lên tiếp cho mình mã 24, cũng là mã cuối clip của con. Dạ 24. Cây này phơm tàn đặc quá anh chị em. Con xin đo hông số luôn. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 80 à. Dạ tán là 58. Vành cũ con đo được cho mình là 21. Mã 24 này con Zalo cho mình là 320.000. 320.000 cho mã 24 ạ. Dạ. Con xin phép số mã 24. Dạ, cuối clip em cũng xin cảm ơn anh Thái và con kính. Con cảm ơn quý cô chú anh chị thời gian qua đã thương tình ủng hộ con cũng như ủng hộ anh Thái ạ. Con chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe nha, nhiều niềm vui trong cuộc sống và thương tình ủng hộ con. Dạ, con chào tạm biệt ạ. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, vườn em Lan nha.